Xin chào quý anh chị, giờ đã quay lại với kênh của em. Thì em là Mạnh Ti bên sản phẩm sản VPT. Thì trong một cái bất động sản đó, điều quan trọng nhất từ bất động sản này hơn bất động sản khác đó, là vị trí. Thì phía sau em đây là dự án Cadia Quy Nhơn 01A. Thì chủ đầu tư là tập đoàn Phát Đạt, với quy mô dự án là 40 tầng nổi và 3 tầng hầm. Thì đang trong giai đoạn đầu tiên triển khai là căn hộ khách sạn và du lịch biển. Thì vị trí là ngay quảng trường biển, sát biển. Thì hiện tại bên em đang có chính sách cho khách hàng đầu tư là nhận booking dự chỗ những căn đẹp nhất giai đoạn đầu tiên. Thì ở đây chính sách của chủ đầu tư đưa ra cho căn hộ nghỉ dưỡng dự án này là tầm quy chuẩn 4 sao quốc tế. Thì với căn studio và căn hai phòng ngủ diện tích từ 33 đến 78 mét vuông, rất phù hợp cho nghỉ dưỡng hoặc là có thể là tích lũy tài sản. Thì chính sách chủ đầu tư đưa ra chẳng hạn là cam kết lợi nhuận 90% và chủ đầu tư 10%, và đang trong giai đoạn mở bán lần đầu tiên. Và hiện tại nhà mẫu đang được hoàn thiện sớm nhất có thể trong cuối tháng 7 này. Thì quý anh chị có thể xem thêm một dự án về các khu vực lân cận. Và đến đây video bên em cũng đã dài. Thì bên em là đơn vị phân phối một VP trừ phi. Thì sẽ nhận bức kinh doanh đầu tiên những căn hộ thực hiện như chỉ là những siêu cam cấp 10% trong vòng 2 năm, ngân hàng hỗ trợ 65%, ngân hàng VPBank. Thì quý anh chị hãy liên hệ bức kinh sớm nhất để có được những căn hộ đẹp nhất của mình. Xin chào quý anh chị, hẹn gặp quý anh chị video tiếp theo.